đến năm 2020 hải quân Mỹ bị Trung Quốc qua mặt về số lượng. Báo Washington Post ngày 5 tháng 12 cho biết báo cáo này thúc giục Quốc hội Mỹ nên gia tăng số lượng tàu chiến cho hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương lên 67 chiếc. Báo cáo cho rằng Trung Quốc hiện chỉ sở hữu một tàu sân bay và hạn chế về khả năng điều hành cất hạ cánh trên tàu, nhưng bù lại bằng cách phát triển các loại vũ khí tấn công tầm xa như tên lửa đạn đạo diệt tàu sân bay để tái cân bằng với Mỹ. Báo cáo chỉ ra rằng tên lửa đạn đạo DF-21D với tầm bắn hơn 1.500 km là mối đe dọa cho tàu sân bay Mỹ hiện có 11 chiếc khi hoạt động gần bờ biển Trung Quốc lúc có khủng hoảng. Và trong khi hải quân Trung Quốc không ngừng phát triển, thì hải quân Mỹ có kế hoạch giảm số lượng khiến cho ưu thế nghiêng về Trung Quốc. Báo cáo này cho biết, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Randy Forbes, Chủ tịch Tiểu ban Hải quân và lực lượng dự phòng, Ủy ban quân lực Hạ viện nhấn mạnh sự lo ngại về lực lượng tàu ngầm của Trung Quốc. Theo ông, chỉ trong năm đến 8 năm tới, Trung Quốc sẽ có 82 tàu ngầm ở châu Á-Thái Bình Dương so với 32 đến 34 chiếc của Mỹ. Hiện tại, số tàu ngầm Trung Quốc là 60, so với Mỹ là 32, và số tàu mặt nước của Trung Quốc còn nhiều tên lửa chống hạm tầm bắn xa hơn tàu Mỹ, theo hạ nghị sĩ Forbes. Theo báo cáo Trình trạng quốc hội Mỹ năm 2014, Trung Quốc chi tiêu 131 tỷ đô la cho quốc phòng, tăng 12,2% so với năm trước và tăng liên tục hai con số từ hơn một tầm niên nay. Trung Quốc còn dùng gián điệp mạng đánh cắp công nghệ quân sự Mỹ để phát triển vũ khí như chi tiết số lượng về các tàu chiến cận bờ LCS, máy bay F-35, FA-18, trực thăng Black Hawk, hệ thống chống tên lửa đạn đạo Aegis, tên lửa Patriot và UAV Global Hawk. Công nghệ hải quân của Trung Quốc hiện đi sau Mỹ, nhưng nước này đang đẩy mạnh hiện đại hóa tàu chiến thế hệ mới, vũ khí và các hệ thống tác chiến biển. Trung Quốc liên tục đóng mới tàu ngầm hạt nhân, tàu khu trục, tàu đổ bộ. Năm 2014, Trung Quốc đưa vào hoạt động tàu khu trục lớp lửa dương 3 có dàn ống phóng tên lửa thẳng đứng, bắn được tên lửa diệt hạm tầm xa, tên lửa phòng không tầm xa. Trung Quốc có thể đang đóng vài tàu sân bay mới, đang thử nghiệm máy bay chiến đấu J-15 cho tàu sân bay. Trung Quốc còn phát triển nhiều tàu đổ bộ, lớp Zhuhai có thể chở 800 lính, 4 trực thăng và 20 xe bọc thép. Mới nhất, Hải quân nước này được cho là đang phát triển tuần dương hàng lớp Type 055 mang tên lửa tấn công đất liền, súng laser và súng điện từ trường, theo báo cáo. Hạm đội nước này còn ít nhất 60 tàu tấn công, loại nhỏ Hobei mang tên lửa điều khiển và hàng loạt tàu hồ vệ lớp Jiangjiao, vũ trang pháo, thị lôi và tên lửa chống hạm. Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đã đưa vào sử dụng là tên lửa mang đầu đạn hạt nhân JL-2 có tầm bắn xa 7.200 km, đang phát triển tên lửa JL-3 có tầm bắn xa hơn. Báo cáo còn bày tỏ lo ngại việc hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga trong việc phát triển tàu ngầm tấn công mới, với việc Trung Quốc muốn tham gia thiết kế và sản xuất 4 tàu ngầm điện diesel, trang bị sonar, động cơ và công nghệ tăng hình mới nhất của Nga. Nếu vậy, Hải quân Mỹ sẽ khó khăn trong tương lai khi do tìm các tàu ngầm này. Trung Quốc còn đang phát triển tàu ngầm hạt nhân lớp Type 095 đầu tiên có thể mang tên lửa hành trình tấn công mặt đất rõ ràng hải quân trung quốc đang trở thành một lực lượng hải quân tầm cỡ đại dương sự mở rộng về hải quân của trung quốc có thể không là thách thức trực tiếp với mỹ nhưng một khi căng thẳng bùng nổ quanh các quần đảo và vùng biển tranh chấp ở châu á thì mỹ liệu có khả năng thực hiện cam kết bảo vệ đồng minh và ngăn cản được trung quốc theo báo cáo